Nếu bạn muốn mua Robux cực kỳ nhanh chóng, uy tín và chất lượng, hãy truy cập vào shop kingrob.com. Tại đây, shop hiện tại là đang có Robux Group, Robux chính hãng và Robux 120 giờ. Và shop có nhiều ưu đãi nữa như là top nạp nào đó, các bạn chỉ cần đứng top nạp và các bạn bấm vào phần thưởng đó, bạn thấy chưa? Là tháng sau các bạn sẽ nhận được như đây phần thưởng tương ứng với lại top mà các bạn nạp vào tháng này. Đó, là vậy thì các bạn có thể vào và ủng hộ shop nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hello, xin chào tất cả các bạn ha. Chào mừng các bạn đến với channel của mình. Mình là Ni đây và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục với tựa game Dog Fruit nha bạn. Thì lần này thì mình sẽ chỉ các bạn cách mà lấy cái trái lửa thức tỉnh nha bạn. Tại có nhiều bạn mới chơi thì không biết. Thì đây, từ từ, bây giờ mình lượm trước đi nha bạn. Đó, mình lượm đây, đây cái cục ngọc này là cái cục ngọc lửa thức tỉnh nha bạn. Đó, cục ngọc mạnh nhất trong này luôn. Nói không, mạnh nhất hiện tại luôn nha bạn, trái quỷ mạnh nhất hiện tại luôn. Thì cục ngọc lửa này cũng khá là dễ luôn á bạn. Đó chính là sao ta, các bạn chỉ cần treo, ôi cái gì cái gì, các bạn chỉ cần treo 30 phút là sẽ ra cục ngọc thôi các bạn. Đó, dễ dàng không, cực kỳ dễ luôn ha. 30 phút là các bạn thấy bên đây nè, các bạn chỉ cần treo đúng 30 phút là nó sẽ hiện lên một cái dòng chữ màu đỏ nè. Đó, Dog Flame Oxy Spam, các bạn thấy chưa, thì sẽ spam xung quanh map đó bạn, xung quanh map giống như hồi nãy mình lượm ở giữa đây luôn đó bạn, không có spam dưới gốc cây nha, mà nằm ở giữa sẵn một bãi không gì luôn đó bạn. Mình cũng chả hiểu tại sao lại spam ngay đây nè. Mình tưởng giữ cái gốc cây á, mấy gốc cây thì mình tìm cho dễ, mà tự nhiên spam giữa cái chỗ này luôn, mình chả hiểu nữa bạn, ảo thật đấy. Đó, thì các bạn lượm giờ thì các bạn sẽ được cục ngọc này, và các bạn xài vô thôi là các bạn sẽ có lửa thức tỉnh, dễ dàng chưa? Đó là vậy, nhưng mà các bạn phải trong server VIP bên C2 bên Tân Thế Giới mới được nha bạn, chứ bình thường là khó lắm á, thật sự rất là khó tìm luôn. Tại vì mấy bạn khác ở ngoài, bạn thấy không, ở ngoài các bạn farm là các bạn vừa bị quánh và các bạn vừa bị mất, bị lấy mất nữa, rất là khó. Thì mình cũng đọc vài comment của nhiều bạn nói là cách mình tạo server VIP bên C2 cũng khá là dễ nha bạn. Các bạn chỉ cần bấm vô VIP server nè. Đó, các bạn ghi cái tên bạn muốn tạo là đúng không? Đó, giống như mình ghi cái tên mình ra clear. Đúng không? Sau các bạn qua phần do server VIP nè, bạn thấy chưa? Đó. Cái này là mình tạo hôm bữa, mình tạo một đống các bạn, mình lỡ bấm tay nhiều quá đó, mày không đề cái living gamer nè. Các bạn cho server tạo bao nhiêu cũng được nha bạn, thấy không nè. Bao nhiêu server cũng được luôn, đã rồi thấy. Và server VIP trong này miễn phí nữa nên các bạn có thể vô treo làm nhiệm vụ các kiểu trong này cũng được. Đó là vậy rồi ha. Bây giờ chắc mình sẽ ăn cái cục ngọc lửa này vô nha bạn, coi lửa thức tỉnh mạnh như thế nào nha. Ông vô đó, đây flame aqua đó, thôi cháy chó lửa thức tỉnh, cháy chó thức tỉnh, cháy chó thức tỉnh nha bạn. Đó thì có 5 chiêu luôn, 5 chiêu như là cái trái đót bình thường vậy đó. Thì bây giờ mình sẽ thử chiêu đầu tiên nha bạn. Thì chiêu đầu tiên đó chính là chiêu Z, để coi bao nhiêu đam nha. Flame aqua nè, như mình nói đó, thì qua bên C2 này mấy cái trái mà kiểu 5 tỷ như mà như là trái đót này nữa bạn, không có đam luôn. Như mình nói này, cái trái này là không có đam luôn nhé bạn, 5 tỷ vậy thôi nhưng mà không có đam luôn. Bên này mình thấy duy nhất có đam mà các bạn dễ nhất đó, đó chính là chỉ có cây kiếm thôi nữa bạn. Đó, từ đúng rồi bạn ơi, chỉ có cây kiếm thôi nè, cây kiếm thôi nè, cây kiếm lửa nè là đam, nói chung là dễ farm các kiểu thôi à. Còn trái aqua thì các bạn chỉ cần treo 30 phút là xong. Ở bên này mình đánh giá là cây lưỡi hái thì mình chưa có nên mình không có biết nha bạn, nên mình không có đánh giá được đó, nên mình nghĩ là bên này là chỉ có cây lưỡi hái nè, cây kiếm lửa này với trái flame thức tỉnh này là có thể gọi là farm bên này được thôi nha bạn, chứ mấy trái khác là farm không nổi luôn, kiếm khác cũng farm không nổi luôn, bên này quá trâu lắm các bạn. Đó là vậy, và mình farm sắp được 800 mình này, sắp max level nè, đây để mình farm nha. Rồi, chiêu đầu tiên flame aqua dog dragon, cái gì lửa thức tỉnh chó rồng lửa thức tỉnh. Ô, nghe hay hơn đúng không, đọc ngược lại, rồng chó rồng lửa thức tỉnh nghe ngầu hơn liền. Đó là vậy. Rồi thử nha, chiêu gì đây, ủa à, là trưởng nó nguyên cái đầu rồng nha bạn, nguyên cái đầu rồng. Ủa sao lắc chưa, ui trời sáng mà còn lắc luôn kìa, u là trời phải thiệt. Đó, đây mình coi thử nha, thử, ủa chó rồng mà đúng không, vậy là đầu rồng lai cuốn nè. Ồ thấy không, ui trưởng một khúc, nói chung là bạn coi con chó này đầy cây, thấy chưa, một hít toang luôn, thấy chưa, chó đầy cây á nha. Đây mình lại cho bạn coi nè. Đó, ồ đây, à quên, hồi nãy lắc hay sao bạn, đây là còn một tí nha bạn, là còn như đây đó, chó đầy cây nha, con quái đầy cây nè, đó là sẽ còn như đây. Ok, rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục ha. Flame Aqua Dockhead nè. À, dù đầu tiên là đầu rồng, giờ qua đầu chó đó mày, đúng không? Qua đầu chó đúng không?
đúng rồi bạn, đó giờ qua đầu chó nè. Thì đam cũng y chang như chiêu dép đó bạn, như như mình nói đó, mấy cái chiêu trong này là đam ngang nhau hết à, đam ngang nhau hết, nó chỉ gọi là cái khác biệt giữa cái lúc mà mình trưởng ra thôi á, chứ còn nhiêu là ngang đam hết, đó là vậy. Rồi tiếp tục tới chiêu C ha, Flame Awa Ken Dog Fit First First gì vậy? Ôi cái gì vậy? Cái đó là cái gì vậy? Chỗ này cục gì vậy? Chỗ này cục gì vậy? Ôi đẹp thế nhờ. Ủa nói chung là chưởng không có rộng nha bạn, không có rộng lắm, nhưng mà đây và cái chiêu mà nói chung là gỡ gạt lại cho cái trái lửa này hết nha bạn. Là như mình nói nè, ba chiêu này là đam to đúng không, nhưng mà cái tầm nó quá nhỏ bạn, thì cái phản farm hơi lâu đúng không. Đây cái chiêu B này các bạn đọc là biết ở gì, cái sóng thần các bạn, sóng thần như là lửa bình thường á, nhưng mà đây là sóng thần lửa thức tỉnh, trời ơi nữa các bạn, chỉ cần một V là các bạn farm được hết cả bãi luôn đó, bạn thấy chưa, trời ơi, rất là rộng luôn. Thì đam như là như ba chiêu còn lại đó bạn, giờ mình phải hai lần mới tiêu diệt được hết bầy quái đó, bạn thấy chưa. Ủa lắc hay gì vậy, nãy mới thấy chạy cái sóng thần chạy tuốt qua bên kia mà, đó bạn thấy chưa, farm cực đã luôn đó. Đẩy ra tiếp nè, ôi lắc đó bạn, trời ơi. Tại hiện tại là binh hơi lắc nha bạn, nên nó hơi lắc vậy đó bạn, mình tiêu diệt xong rồi mới hoàn thành nhiệm vụ các kiểu vậy đó. Đó, bạn thấy đã chưa? Thì các bạn từ từ tới đây thì cho mình xin một đăng ký đi, đăng ký và like cho mình cái để mình tăng đề xuất, với lại mình sắp được rút bài coi, để mình có gì lấy được rút bài rồi mình quay cho bạn coi đó. Giờ đăng ký tại đây nha. Rồi tiếp tục ha, bây giờ mình sẽ review tiếp cái chiêu này farm đảo các bạn ơi, đó thấy không, chỉ còn đẩy một đường thôi là đó, một đường sóng thần thôi là xong nhiệm vụ liền luôn các bạn, đã thực sự quá trời đã luôn, thấy không, đó là vậy. Rồi từ từ xong nhiệm vụ đi ta, ê trời ơi bấm quá trời bay không, giờ mới ra chiêu. Rồi bây giờ tiếp tục ha, bây giờ tới chiêu F nha, Dog Gen Form. Cái này giống như là cái trái Dog Awa hả các bạn, ở lộn kinh hụt, cái trái Dog Fruit bình thường thôi, chắc biến hình á. À thì thay vì là cái dòng mà màu đỏ đỏ bạn, thay vì là cái người mình màu đỏ đúng không, thì bây giờ cái người mình thành là màu hơi cam cam vàng vàng các bạn, phải không, đó thì người mình hơi cam cam vàng vàng tí. Đó hơi cam cam vàng vàng, ui và mình tăng máu rất là nhiều luôn nhé bạn, mình tăng lên tí. Ủa bình thường nhiêu máu vậy, bình thường mình có 400.000 máu thôi các bạn thấy không, mình có 400.000 máu thôi mà mình xài chiêu ép vô cái mình lên tới 1.000.000 máu luôn, rồi tăng chắc 700 mấy hay 600 mấy máu luôn các bạn, ngon vãi luôn, trâu nữa, đó là vậy đã ha. Đó giờ xài chiêu thử nha, chiêu đó, ui giờ qua quánh con boss kia là mình có thể đủ đam tiêu diệt được con boss bên này nữa bạn. Con boss trâu nhất nè, con boss đánh mà rớt ra được cái cây kiếm lửa mình đang xài á. Đó giờ qua đánh con boss này thử coi, tốc độ di chuyển cũng khá là nhanh luôn nha bạn, phải không, mấy bạn thấy không, mình di chuyển khá là nhanh luôn. Đây đó, xài vô rồi, xài chiêu. Ôi con này đục mình khúc máu bạn, không được đâu. Đó bạn bấm chiêu liên tục luôn cho mình, xì ba chiêu giống mình nè. Đó bạn thấy mất máu nhanh không, ôi mất máu đúng lẹ luôn á. Đâu rồi, đây. Đó, ui con này trâu thiệt nhá bạn, lửa thức tỉnh mà còn gây được có gọi là không có mất quá nhiều máu với con này luôn nhá bạn. Đúng là có mất máu thiệt đó. Đó phải không? Có mất máu thiệt nhưng mà gọi là không có mất gọi là quá nhiều như là mấy con bên đạo cũ các bạn. Mấy bạn chỉ cần đạo cũ là xài mấy trái mạnh là một hít là toàn một con đúng không? Đó, còn con boss này không có nha, phải xài nhiều nha. Ui, công nhận con này phải không? Xài lửa thức tỉnh mà đánh còn lâu như vậy đó. Mà các bạn thử xài gọi là sao ta, đó trời ơi, xài lửa tỉnh mà đánh đã lâu vậy đâu, mà các bạn mà xài mấy cái trái như bình thường, như là cái lửa bình thường hay là mấy trái gì bình thường qua đây là các bạn farm không nổi luôn các bạn. Các bạn không farm nổi cái bãi bình thường bên kia luôn nè, là sao farm con boss này được, con boss này khó cực kỳ luôn, đó là vậy. Ui rồi thì mình đã chỉ các bạn cách mà lấy được lửa thức tỉnh với lại gọi là sao ta, lấy được lửa thức tỉnh với lại tạo server VIP riêng bên C2 nhé bạn. Thì cái server VIP riêng C2 này á, thì mình đọc comment của nhiều bạn chỉ mình á, đó là vậy, cũng cảm ơn các bạn rất nhiều ha. Đó còn cái fruit thức tỉnh này thì dễ như mình nói đó, dễ ẹt à, các bạn chỉ cần sao, chỉ cần đứng treo server 30 phút xong đi lượm vậy thôi, thì sẽ nằm vòng vòng nhé bạn, không phải cố định một chỗ hồi nãy mình lượm đâu, sẽ nằm vòng vòng chỗ khác nữa mà mình không có biết nhé bạn, tại mình lượm cái này là đầu tiên nè. Mà các bạn thấy farm lẹ không, đó đã thực sự, mạnh quá trời mạnh luôn, tỉnh có khác liền đó. Đồ đất ơi, ủa gì vậy, tiêu diệt một con
con này con gì ạ? Marine Dog. Ủa? Ủa? Cái gì? Cái nhiệm vụ này là gì? Cái nhiệm vụ này là Marine Dog nè. Ủa? What? Trời đất ơi là trời, nãy giờ tưởng nhận thục nhiệm vụ. Hả à, Phạm? Dễ dàng luôn, lửa thức tình đảo quá. Mạnh khủng khiếp luôn nha các bạn. Mạnh nhất hiện tại luôn. Chỉ có trái lửa bên này mới farm nổi mà, như mình nói đó. Cái trái 5 tỷ kia farm còn không nổi luôn mà. Đúng là trái chó lửa này mạnh quá. Trái chó lửa thức tỉnh. Rồi giờ qua quánh con này. Ủa bên này là gì vậy? À chỗ random như bình thường nha các bạn. Chỗ này chỗ random. Random chắc chắn là không có lửa Awa nằm chống các bạn. Random lửa Awa nằm chống thì chịu dễ quá. Kiểu vậy mình sắp full 800 rồi nè. Nhưng mà mình thấy pha thay vì farm mấy con boss này á, mình nếu mà farm cấp nha, theo mình nha, theo mình nếu mà ưu tiên farm cấp á thì mình sẽ farm mấy cái bãi nhỏ sẽ ngon hơn nha các bạn. Mấy cái bãi nhỏ nhỏ bên này nè ngon hơn, tại vì các bạn ăn được nhiều con nữa chứ không phải là một con boss như vậy đâu, thấy không đó. Mà con boss này không có máu nha, con này nữa bạn không có máu nha, ảo không, không có cây máu rồi không biết chừng nào. Ủa mà không biết chừng nào toan luôn á, phải thật sự. Bây giờ farm mấy con này lâu lắm mày, thấy không, đánh lâu nữa nên farm dễ nhất là chỉ các bạn chỉ cần đứng bên này nè. Đó, đứng ngay chỗ nhiệm vụ nè. Đây. Lít vào. Nhận nhiệm vụ. Đó, xong trưởng. Trưởng V liên tục luôn cho mình, không cần phải trưởng mấy khác cũng được đó. Cứ V liên tục là auto nhiệm vụ hoàn thành và lên cấp cực kỳ nhanh luôn nha các bạn. Đây. Ôi, lắc vậy? V hồi lâu gì vậy? Ui. V hồi lâu hay do mình lắc ta? Trời ơi, 3000 bên. Thôi thôi thôi, đủ rồi, đủ rồi, quá đủ rồi, quá đủ rồi. Quá đủ rồi các bạn ơi. Trời ơi, bây giờ mấy giờ? Mới có 1 giờ chiều mà 4000 binh. What? Rồi sóng thần đâu? Ủa? Rồi không thấy sóng thần ra luôn rồi mày không? What? Trời sóng thần. Vãi game thiệt. Rồi thôi chắc mình nghĩ là dừng clip từ đây tại đây được rồi nhé bạn. Lắc qua rồi cái gì vậy trời? chịu. Đó sóng thần ra nhé mày. Đó. Là các bạn hoàn thành nhiệm vụ cực kỳ nhanh luôn, nhận mấy con này là được mấy bạn đánh được tới 5 con rồi đúng không? Nó 5 con cộng thêm nhiệm vụ, cộng thêm tìm cái kiểu mà thấy vẫn ngon hơn là một con boss đó bạn. Một con boss các bạn ngồi đánh sẽ chiêu lâu quá á. Đánh cũng không có ngon bằng nữa. Đó là vậy. Đó, để sóng thần. Rồi còn 400 binh này nè, đỡ lắc này nè, đó tiếp. Sóng thần. Nhưng mà sóng thần không có đi hết ta. Mình tưởng sóng thần xa lắm á chứ bạn. Mà sóng thần đi được còn nữa vậy. Hồi nãy sóng thần đi ra ngoài tới biển. Phải thiệt. Ảo thật sự. Thấy không, hồi nãy sóng thần đi ra tới biển luôn mà sóng thần này đi con nữa à. Rồi. Rồi. Thôi chứ mình nghĩ là kết thúc clip tại đây nhé bạn. Thì các bạn nói thấy hay cho xin một like, một subscribe của mình, có động lực cập nhật clip hay nữa ha. Với lại mình sắp được rút bạc ở đó nên các bạn nào yêu thích mình thì đăng ký hộ mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn ở những clip lần sau của mình nhé. Bye bye.